Alo, alo, hello, xin chào con. 1, 2, 3, 4, alo, alo. Rồi, chào con nhé. Xin chào con ơi. Rồi, thì cho mình sẽ đến với câu số 32. Question 32. Okay, the Cassie family traveled last week. They drove 182 miles on Friday, 138 miles on Saturday, and 119 miles on Thầy, Sunday. thầy, Ơi. approximately là gì ạ? À? À, cái từ approximately, từ này con này, cái từ dài dài này, approximately có nghĩa là xấp xỉ nhá. Approximately how many miles did they travel? Vậy thì họ đã đi được xấp xỉ bao nhiêu dặm theo con? Con suy nghĩ nào. 1 hour later. 400 miles. 400 miles, đó là bán của Quân. Các bạn khác còn có ra là 400 không ta? 400 ạ. Ok, mình sẽ đúng không là 400 không nha. Rồi, họ nói là gia đình của Casey đã đi du lịch ở tuần trước. Và họ đã đi 182 dặm vào thứ 6, 138 dặm vào thứ 7 và 119 dặm vào ngày Chủ nhật. Hỏi xấp xỉ họ đi bao nhiêu? Thì mình làm tròn tính toán nhỉ? Right, thì làm tròn thì lấy 182 lên 200, 138 thì trừ số 100, còn 119 trừ số 100, cộng lại với nhau thì bằng 400. Thì thầy... 400. Wow. Rồi, thầy cho mình sẽ thử làm tròn đến hàng chục con ơi. Thử round to the 10th place. Làm tròn đến hàng chục xem nào. A few moments later. 440 ạ. Ok, chúng ta xem nào. 180 at 140 at 120. Rồi, 440. Đúng rồi. 440 miles. Chính xác, cảm ơn Quân. Còn 440 dặm đó là khi chúng ta làm tròn đến hàng chục. Nhưng rõ ràng con thấy là trong bốn sự lựa chọn của chúng ta không có 440. Cho nên chỉ có thể làm tròn đến hàng trăm thôi. Đáp số là vàng là J's. 400 miles is correct. Question 42. Jason, right. Basketball team okay. Scored a total of 58 points. Okay. Jason scored 18 points and his sister scored 12 points. How many points did the rest of team score? What is the rest? Right, the rest is mean the remaining. Cái từ rest chính là từ remaining, tức là phần còn lại. 6 hours later. Okay. 28 ạ. Một bạn ra là bằng 28 và có 42. Các bạn khác còn nghĩ sao? Ok, xem nha. Jameson basketball team score a total of 58 points. Câu này chỉ việc cộng lại của Jason với cả his sister score thôi, rồi là trừ 58 trừ đi 30 thì sẽ bằng 28. Alright, that's right. We take 58 points minus 18 points and minus 12 points. Alright, 28 points, correct, đúng rồi. Đó, thì trong câu hỏi ấy, nếu như mà có những cái từ như kiểu là còn lại này, như kiểu là the rest này, the remaining hoặc là left, đó, những cái từ đấy, thì rất hay thực hiện phép trừ, đúng không? Rất hay thực hiện phép trừ. Câu 43 nè. Teresa, phone, bill. Alright, cell phone, bill. Alright. Bill is $32.45 okay. A month. That's right. About how much money does she spend on cell phone service every 2 months. Cùng 2 tháng thôi ạ. Ok. 2 tháng thì 64 đô la 90 cent. Một bạn ra là 64 đô la 90 cent. 64 đô la 90 cent. Đúng rồi, chính xác. 64 đô la. Tại vì là có từ about ở kia thì là phải làm tròn. Đúng, Quân là đúng đấy. Có từ about ạ. Thì 32 thì phải giảm xuống chứ không thể là tăng lên được. 32 giảm xuống thành 32 đô. Ừ, được ấy. 32 đô. Ừ, được ấy, hợp lý. Right, we round 32.45 dollar to 32 dollars. Chính xác, chúng ta làm tròn. Round. Tại vì có từ about. Đúng rồi, chính xác. 32. Chúng ta sẽ làm tròn số tiền này. Gần thành 32. To 32 dollars. Chúng ta làm tròn thành 32 đô. Rồi 2 tháng thì mình sẽ là about $32 at $32 equals $64. Chính xác rồi, khoảng 64 đô la cho 2 tháng. Every 2 months. Chính xác, tiền dịch vụ cho 2 tháng khoảng tầm 64 đô. Đợi con sẽ suy nghĩ cho thầy bài bài dưới này. Đây, bài tập có lời văn này. Alright, Kate and his brother are going to build a tree house. Nhà cây hay có trong phim. Những cái nhà cây này hay có trong phim. They will need $12 for nails, $95 for tools, alright, and $46 for wood. How much money do they need to build the tree house? Họ nói là bạn Kate và gì nhỉ? Em trai của bạn ấy thì đang lên kế hoạch để xây một cái nhà cây. Và họ sẽ cần $12
để làm cái nails là cái gì cơ nhỉ? Đinh đinh, ok ok, 10-12 đô để mua đinh, đúng rồi. Con chẳng quan đinh. Tâm là cái gì rồi. Nhưng mà đúng rồi. Cứ làm xuống đúng rồi. Là thuộc vào 160 đô la. Rồi, theo quân là 160, 95 đô để mua các dụng cụ và 46 đô để mua gỗ. Chính xác, vậy thì mất khoảng bao nhiêu tiền? Chúng ta làm tròn đúng không? We rounds 135. Một bạn có 135. Nếu mà không làm tròn là 135, nhưng mà 130. Bài này 135 mà không phải làm tròn. Ừ, bài này sẽ cần làm tròn đấy, đúng không? Có từ about mà. Trong đề bài có từ about. We round to the 10th place. Chúng ta làm tròn hàng chục nhé. Đó, do vậy chúng ta sẽ có là 10 đô. 50 cộng với 10. Ok, 10 đô. At $100. At $50. Đúng rồi, đáp án phải là 160 con ơi. Nhớ nha, 160 nha. $160. Làm tròn hàng chục mà, đúng không? Ok, câu số 6 nào. Question 6, xem câu số 6 có gì đây con ơi. Em was bought a smoker for $3 signify cent and paid with $5 bill. $1 and $1 $0.35. Ờ, chúng ta xem nha con nha. Trong câu có từ about. Rồi, chúng ta sẽ phải làm tròn luôn. Làm tròn trước khi tính toán đúng không nào? Đó, họ nói là bạn Samuel, bạn ấy mua một cái smoothie với giá là 3.65 đô la và thanh toán số tiền là một thanh toán bằng tờ tiền 5 đô. Vậy bạn ấy sẽ nhận được bao nhiêu tiền thừa đúng không nào? Train là tiền thừa. Nhưng mà nó có từ about. Đúng rồi. Nên là phải làm tròn thay đúng rồi. 3 thì 3.65 thì sẽ phải thành 4. Right. That's right. 5 thì 4 sẽ bằng 1 đô. Chính xác. $3.65. Nếu mà không thì mình sẽ lấy 5 đô trừ đi 3.65 là làm tròn. Làm tròn xuống thì cũng thành 1 thôi, chính xác. Con là đúng rồi. Rồi 5 minus 4 equals $1 is correct. Chính xác con ạ. Đáp số của bài này là khoảng 1 đô luôn. About $1 is correct. Câu số 7 là con ơi. Question 7. A theater can hold 200 people. Two groups are rented out the theaters. Được. Are there enough seats of okay. Everyone? Ok, được, tại vì là 92 cộng với cả 107 chỉ bằng 199 thôi mà nó có tận 200 người. Ờ đúng rồi, chính xác, cảm ơn con. Họ đó là cái dạp thì là cái còn thừa một chỗ. Chính xác. Cái phòng chiếu này có thể chứa được 200 người ngồi. Hai nhóm đến thuê cái dạp này, nhóm đầu tiên có 92 người và nhóm thứ hai là 107 người. Liệu rằng có đủ người, có đủ ghế không? Ok, chính xác. Because 200 is greater than 92 at work is 7 or 99. Đúng rồi, chính xác. Bởi vì số 200 thì lớn hơn 199. Ok, câu số 8 nào. Question 8. Đây, con ơi, câu số 8 đề bài có vẻ dài hơn. Carissa pays $2.10. Carissa pays $2.10 each day for lunch. All right. Her money is an account that is deducted each time she buys a lunch. Okay. There are 6 days until the end of the school year and her account is $12.75 in it. How much money will she get it back at the end of the year? Ok, trong câu số 8 thì có lẽ là chỉ có mỗi cái từ deduct là có thể là hơi lạ với con. Từ đấy có nghĩa là giảm đi hoặc trừ đi thôi nhé. Họ nói là bạn Carissa thì thanh toán mỗi một bữa ăn trưa là 2 đô và 10 cent. Số tiền của bạn ấy kiểu có trong tài khoản, con account là trong tài khoản của bạn ấy thì giảm đi mỗi một lần. Rồi, chúng ta sẽ có 15 cộng. Ok. Tại vì là 2.10 nhân với cả 6 thì sẽ bằng là 2.10 nhân với 6 thì sẽ bằng 12.60 cent. Đúng mà rồi. Cái này tận 12.75 cent thì ok, đấy đi sẽ bằng 15 cent ạ. Bạn họ đấy là bạn Carissa, bạn ấy trả 2 đô 10 cent cho mỗi một bữa ăn trưa. Số tiền của bạn ấy trong tài khoản thì trừ đi bị giảm đi sau mỗi lần mà bạn ấy mua bữa trưa có 6 ngày nhỉ, có 6 ngày until the end of the school, rồi còn lại 6 ngày cho đến khi mà năm học ở trường học kết thúc và tài khoản của bạn ấy hiện tại đang có 12 đô 75 cent. Hỏi số tiền của bạn ấy còn lại sau khi kết thúc năm học là bao nhiêu tiền? Rất đơn giản, đúng rồi, cảm ơn con. One day, bạn ấy phải trả là $2.10. Đó, và vậy là 6 ngày, 6 days. 6 days. It's $12. $12 and 60 cents. And 60 cents. Đó, do vậy sau đó con lấy 12 đô 75 cent trừ đi, đúng không nhỉ? Do vậy số tiền còn lại của bạn ấy sẽ là... She has left. Rồi, bạn ấy sẽ còn lại. Đúng rồi. 15 cent thôi, 12, đi luôn nhé. 12. Đúng rồi, trừ đi cũng được, xong đó nhưng mà thôi, thì ghi luôn là 15 cent nhé, đơn giản rồi. The table shows the mice of brought
for various counties, California. Question 15. Okay. How many miles abroad are in CKU and San Francisco counties? A few minutes later. Bằng 4.380. 4.387. Tại vì là CKU sẽ bằng 3.424 cộng với San Francisco County sẽ là bằng 963 cộng lại sẽ bằng 430 4.387. Rồi cảm ơn con. Đây 3.420. Alright, at San Francisco County is 963. That's right. Equal 4.387. 4.387. Các bạn khác con cũng ra như vậy chứ, đúng không? Dễ mà. Mày. Ok, sẽ câu 16 nè. 21 2 5 3. Có cả đường quả cam mà thấy. Ừ đúng rồi, có lại có đường quả cam. Đúng rồi đấy. Đường đấy là dọc dọc hai bên đường là toàn bán cam thôi. Con nhịn thầy hơi lâu rồi đấy. Này. Lâu lắm rồi thế nhá. Thầy buổi trước thầy đã làm gì? Thầy đã vi phạm pháp luật. Rồi, lại câu 16 có ai ra kết quả 16 chưa nhỉ? Xong vệ sinh. Ôi con tí làm okay, sao okay. Mà. Câu 16 sẽ bằng 27.933. Rồi, thì sao đúng không nhỉ? Thì là 21.253 cộng với cả 6.457 cộng với cả 10.223 bằng 27.933. Rồi, tôi sẽ đúng không nha. Đó, thì mình cộng đừng Aris nhá. 6,457. Cộng 3 số này mệt phết đấy con nhỉ. Bằng 27.933. 27.923. Các bạn khác con có ra kết quả này không ta? 933. 933. Rồi, ok. Cảm ơn con. Question 17. Which has more miles abroad? Lost on the list or the total of the rest of the counties listed? Ơ thầy ơi, phải là 3.933 chứ thầy. Đấy, có một bạn đang ý kiến kìa con ơi. Nào, đáp đáp số con là bao nhiêu nhỉ? 27.933 3.933 chứ thầy. Rồi, 37 hay là 27 nào với con? À, 37 ạ. Đúng rồi, chính xác. 37. Rồi, 37.000 là đúng nha. Alright, 37,000 is correct. Cảm ơn con. Con cộng nhầm. Đúng rồi. Chẳng nghĩ câu 17 người ta lại hỏi là Los Angeles, đường Los Angeles hoặc là tất cả mấy cái số này cộng lại. Đúng rồi, họ hỏi là đường Los Angeles và tất cả những con đường khác thì bên nào có bên nào dài hơn? Tổng của tất cả những cái còn lại thì cái nào dài hơn? Tất cả các cái còn lại thật. Con cứ đợi các bạn chân cá được con mới quả. Rồi, ok. Tất cả các cái còn lại. Ê, thầy chờ con chút. One hour later. Rồi, tất cả các còn lại. Tất nhiên chả cần cộng vào. Tại vì là 21.000. Mình sẽ làm tròn thành 21.000. Chỉ cần làm tròn này số 2.000 thôi. 21.000 cả. Thì bằng 10.000 cộng 6.000 cộng với cả 3.000 bằng 700. Đã bằng 20.000 cộng với cả 2 cộng với cả 20.000 cộng với cả 900 cộng với cả 200 to hơn rồi. Rồi con chắc chắn không đấy? Con cộng chưa đấy? Phải cộng nha, phải kiểm tra thật kỹ nha. Ôi tất cả số còn lại thầy ơi. Ok thầy thử xem nhá, thầy thử cộng tất cả những số còn lại nhá. Cộng tất cả các đơn vị này. 10 này, 17 này, 20 này, 27 viết 7 thứ 2. À quên mất, không phải, chúng ta không cộng Los Angeles được không? Không, thầy tạm share Los Angeles đi, share này đi. Rồi, cộng tất cả những số còn lại nhé. Cộng bản đơn vị trước này. 7 cộng 7, 14, đúng không? 17, 24 viết 4, thứ 2, đúng không? Thứ 2. Tiếp tục, đến hàng chục này. 8, 6, 14, cộng 15, 19, 21, 27, 29, viết 9 nhớ 2. À, 29. Nhưng mà là vừa nãy nhớ 2 nữa cơ. Nhớ 2 là hàng đơn vị nữa là bằng 31. Viết 1 nhớ 3. Viết 1 nhớ 3. Rồi hàng trăm này. 10, 14, 16, 25. 25 với 4 là bằng 29. Nhớ 3 là bằng 32. Viết 2 nhớ 3. Rồi 1.000, 6, 10, 7, 10, 17. 7 cộng 3 bằng 10, 13 viết 3 nhớ 1. 17 đến 20, nhớ 3 là 23. 23.214, đó là chiều dài của tất cả của tổng những cái còn lại ngoại trừ Los Angeles. Vâng, cho nên là nếu mà so sánh thì tổng của chúng ta lớn hơn, chính xác. Cảm ơn con.
the total of the rest of the county listed agree. Has là more thầy. Miles abroad. Thì thầy phải kiểm tra lại cho chắc chứ đừng ngần. Rồi, cảm ơn con. Rồi, ok, thì chúng mình sẽ nghỉ nhá. Buổi sau thì chúng mình sẽ tiếp tục tài liệu này. Ok, cảm ơn con rất nhiều. Hẹn gặp lại con vào thứ hai tuần sau nhé. Bye bye. Bye bye, bye, bye con.